Dịp chào cả nhà, hôm nay xin mang đến cho cả nhà mình một căn khách sạn gọi là mới keng sabeng luôn, chưa có ai bóc tem hết và đang vô quá trình hoàn thiện. Căn khách sạn nằm tại đầu đường Khe Xanh, đầu đèo Mimosa mọi người, quốc lộ 20 nối dài. Tổng số phòng của căn khách sạn này là 35 phòng, vừa phòng đơn vừa phòng đôi, trong đó là mình sẽ có gara và một cái sảnh nhà hàng mình chưa tính. Giá cho căn khách sạn này đã bao gồm nội thất hoàn thiện hết là 65 tỷ. Đây là phòng đơn và nội thất cơ bản của cái phòng đơn như mọi người quan sát, và cái chiếc view của cái căn phòng này chúng ta sẽ nhìn được trọn tầm view hết, tại vì xung quanh toàn bộ là khung cửa kính. View phía bên tay trái mình sẽ ngắm được đèo Mimosa và núi Bắc Cà Phía Xa là núi Voi á mọi người, và thấy cả vườn hoa Minh Tông luôn. Và phía trước là ban công. Đây là một căn phòng đơn có cái chiếc bồn tắm nằm, và tầm view thì nhìn về phía khách sạn member. Và đây là một căn phòng đơn nha mọi người, thì nội thất của căn phòng đơn này cũng khác với những cái căn phòng đơn còn lại. Anh chủ nhà ảnh bố trí một phòng là một cái nội thất khác nhau, và phòng tắm, phòng vệ sinh nó cũng là một cái cách khác nữa. Và tổng diện tích đất của căn khách sạn này là 1023 mét, trong đó chúng ta sẽ có 500 mét xây dựng rồi. Kết cấu xây dựng chúng ta sẽ có 3 tầng chìm và 3 tầng nổi. Trong giấy phép xây dựng là chúng ta sẽ xây móng là xây được 9 tầng, nhưng mà hiện tại chúng ta chỉ mới xây có 6 tầng thôi. Và phía bên tay phải dịp đây là gara để vào hầm để xe, bên tay trái là chúng ta sẽ về chợ Đà Lạt và Hồ Xuân Hương tầm khoảng